Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với video review của Thân Nguyễn Guitar. Trong clip hôm nay thì Thân Nguyễn Guitar sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu đàn guitar classic cao cấp. Đấy là mẫu guitar Coroba GK Pro Negra. Thì đây là một cây đàn trong phân khúc là cao cấp của hãng guitar Coroba, và cây này đang có giá là 52 triệu. Ok. Rồi chúng ta cùng quan sát nhé. Thì đầu tiên điều đặc biệt của cây đàn này khác với những cây đàn khác, đấy là nó là một cây đàn nguyên gỗ thịt. Có nghĩa là những series trước Thân Nguyễn review thì hầu như là gỗ dán thôi, nhưng mà ở cây này thì là full gỗ thịt, nghĩa là lưng hông và mặt cần đều là gỗ thịt hết, gỗ thịt 100%. Rồi. Ở cây Coroba Pro nghe Negra này thì mặt top của nó sở hữu mặt gỗ thông. Đấy, gỗ thông, gỗ thịt. Ở loại gỗ thông này thì cái vân của nó rất là già. Đấy, và theo nhà sản xuất thì cấu hình của cái mặt này là một loại gỗ là có tuổi thọ hàng trăm năm nhé. Rồi tiếp theo là lưng hông của nó là gỗ Indian Rosewood, đấy là gỗ cẩm ấn chuyên cho các dòng đàn cao cấp, và đây là một loại gỗ thịt nhé. Bình thường thì mình mua cẩm ấn mà phân khúc tầm 10-20 triệu thì hầu như là gỗ miếng gỗ dán thôi. Rồi, đây là gỗ thịt full solid 100%. Đấy. Full solid, lưng hông full solid. Đấy. Với đàn nước ngoài thì những cây đàn full solid thì cực kỳ là giá rất là cao. Đấy. Ở cây này thì sở hữu EQ Fisherman Pre-Pro Pen, một loại EQ của hãng Fitman, loại cao cấp gần như là nhất của hãng guitar hãng EQ Fitman. Đấy. Cái này thì anh chị và các bạn cũng đã xem rất là nhiều video review cũng như là các guitarist nổi tiếng đánh. Đấy. Ở cái đàn này thì là một cái đàn giáng khuyết. Đấy, giáng khuyết và cái đoàn cần này cũng làm khác này, rất là đẹp. Đấy. Cái cần này làm khác những cái đàn khác này. Đây thì giờ cho mình vươn lên một tí nữa. Đấy. Thì đây là một cái đàn theo mình quan sát thì đây là một dáng đàn studio, có nghĩa là dáng đàn biểu diễn. Đấy. Nó khá là nhỏ gọn và thùng này cũng khá là mỏng hơn những cái cây bình thường. Cần là cần gỗ mahogany. Khóa đúc gôn hãng Coroba và inlay khảm trai của hãng guitar Coroba. Đấy. Mặt phím là gỗ mun, mun đen. Đấy. Đây cũng là gỗ mun, ở đây là gỗ cẩm này. Đây là gỗ Indian Rosewood luôn này. Mình nhìn quan sát mình thấy này. Thì đây là cái thông số của nhà sản xuất cũng như là mình dùng mắt thường và kinh nghiệm của mình để mình nhìn thấy. Ở cây này thì có ti ti chỉnh cong cần đàn nhé. Tem đen. Đấy. Nếu như anh chị và các bạn đã xem review cây này thì của những người bạn khác thì cũng mình tham khảo thêm thôi. Đấy, còn anh chị nào chưa biết thì mình có thể xem luôn. Và thông số của cây này thì Thân Nguyễn sẽ để ngay đường link bên dưới. Mọi người có thể quan sát. Ở cây này gỗ thịt cho nên là cầm nó khá là đầm tay. Đấy. Ở cái EQ Fitman này thì đấy, cái bảng điện tử của nó khá là cao cấp và sử dụng pin ở trong này. Cái này thì Thân Nguyễn vừa bóc hộp ra để review cho anh chị thôi. Đi kèm với đàn này thì là một cái hộp hộp đây, mọi người có thể quan sát hộp case của hãng guitar Coroba. Đấy. Hoặc là mọi người có thể chọn túi, nếu như mình không thích hộp thì mình có thể lấy túi. Đấy, với giá đàn kèm túi hãng guitar Coroba thì sẽ rẻ hơn là mình sẽ full hộp nhé. Rồi, trong video này thì mình sẽ quan sát như thế thôi. Thân Nguyễn sẽ review và test âm thanh một tí để mọi người cùng lắng nghe nhé. Ở đây thì action Thân Nguyên đã căn chỉnh khá là vừa tay rồi. Đấy. Nhưng mọi người lắng nghe âm thanh. Về bản thân Thân Nguyên đã test cây này thì Thân Nguyên cảm thấy là âm thanh của nó khá là dịu dàng, không như không vang đanh đá như những cái mẫu đàn tầm khoảng 20 đổ về. Đấy. Và sở hữu cái EQ này thì nó lên loa rất là chân thực luôn. Cái EQ này lên loa nó rất là hay. Đấy, mọi người có thể biểu diễn.
hoặc là cắm loa mình chơi. Đây là lỗ cắm của dây lai, nó là bằng màu gold, màu vàng gold. Ok, rồi. Con này rất là thơm nhé. Người bên trong rất là thơm mùi gỗ. Rồi. Và còn về âm thanh của cây này thì như thân Nguyễn là âm thanh của nó êm dịu, không đanh đá như là những cây đàn 20 đổ về. Và nếu như mà so với một cây dáng đàn thùng đầy ấy, thì cây này thì mà giá tương đương C12 thì C12 hay hơn. Đấy, còn cây này thì mình sẽ cắm loa tại vì nó có cái EQ này nữa. Cho nên là cái này đặc biệt là chơi trên loa thì nó rất là hay. Đấy, như cây C12 cũng full solid, cũng giá cũng tương đương nhưng mà nó không có EQ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử âm thanh nhé. Dây đàn này đang là dây Chevrolet 500cg. Đấy. Anh chị mà mua về có thể tẩu thêm bộ dây khoảng 500 đến triệu nữa thì cho âm thanh càng hay. Bây giờ thân Nguyễn sẽ đánh qua một đoạn. Đấy. Để cho anh chị cùng lắng nghe âm thanh của nó nhé. Thank you.
Sau đây anh An sẽ tặng mọi người một tác phẩm. Thân Nguyễn test ở phần nào mà nó bấm không chắc, vấp lối thì mong là các bạn và anh chị bỏ qua cho và ủng hộ Thân Nguyễn. Đấy, là cái đàn này thì Thân Nguyễn nhập khẩu ở chính hãng, guitar Kuroba. Đấy, và hiện tại trên thị trường thì không có hàng fake để mọi người anh chị mua có thể yên tâm và mình chọn nơi uy tín để mình mua và được mức giá tốt nhất. Ok, video này thì Thân Nguyễn sẽ dừng ở đây. Thank you.